Tại vùng đầu nguồn Đồng Tháp, dù mùa nước nổi năm nay còn nước về nhiều, nhưng lượng cua đồng trong tự nhiên lại giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ cao, nên loại đặc sản này hiện có giá bán khá cao. Theo bà con làm nghề đặt lọp cua đồng mùa nước, dù năm nay con nước về sớm và lớn hơn mọi năm, nhưng lượng cua đồng lại không nhiều. Mỗi ngày một hộ đặt lọp chỉ bắt được vài chục kg, Do số lượng ít nên cua đồng có giá bán khá cao, cua thịt 30.000 đồng 1 kg, cua xay từ 40 đến 45.000 đồng 1 kg, tăng khoảng 15.000 đồng 1 kg so với thời điểm này năm ngoái.